Các bạn ơi, hôm nay em sushi đằng sau đứng góc vui đứng nhảy cho các bạn coi. Rồi, theo yêu cầu của bạn ở trên mạng á, nói mẹ Dương mua cái kẹo này nè. Và hôm nay mẹ Dương đã nhận được hàng từ shipper giao đến. Thế là mẹ Dương cùng với lại các em sẽ bóc hộp cái này ra xem coi kẹo này như thế nào nha và ăn có ngon không ha. Rồi, ở trên hộp thì mình thấy là có thông tin là kẹo sấy giòn, ăn pen li pe, kẹo không chua. Ồ, kẹo không chua, ăn vặt siêu ngon. Giá cả ship mẹ Dương nhận về đến tay mẹ Dương là 81.000, 80.849 đồng thì là 81.000 luôn các bạn ạ. Đó. Rồi, ok. Shopee nha. Vui ra thôi. Hồi hộp quá không biết có ngon không đây. Ồ. Đây, kẹo sấy giòn nha các bạn. Đựng trong một cái hũ nhựa như vậy và có nắp đậy. Bên ngoài là một cái hình cơ. Hình rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra và ăn thử ha. Ở trong. Đó. Cái này ta cũng có cắm một cái tay. Rồi từ từ khoan, sushi bình tĩnh khoan. Để mình như coi. À, có kẹo hình tròn nha, màu vàng. Và có kẹo biếm tóc, kẹo xoáy xoáy nè. Còn Đó. ăn bị kem Có cái đĩa không bố, lấy cái đĩa đổ ra cho nó dễ nhìn nè. Đi, nó cho mình cái bịch gì nữa nè, để mẹ coi cái bịch gì dưới cùng nữa nè, để đổ ra. Rồi các bạn ơi, mình sẽ đổ ra và coi trong như thế nào nha. Nó có rất là nhiều hình. Đó. Và đây người ta cho mình một cái bịch gì vậy ta? Bịch gì vậy bố? Bịch không biết nữa, thì ăn thử các bạn ạ. Ăn nó được giống không như là ạ? bánh sô cô la đậu phộng nè. Có mùi đậu phộng, bơ và sô cô la. Nhưng mà ngọt lắm. Cái cục này ngọt lắm. Cũng có thể là mình sẽ cắn một cái miếng kẹo này xong cái mình ăn kèm với cái này cho nó ngọt. Còn bây giờ mình sẽ phải sẽ ăn thử cái kẹo sấy giòn như thế nào nha. Đúng rồi, kẹo này không có ngọt. Nó không có ngọt nên là chắc là mình phải cắn thêm miếng này nữa. Ăn kèm vừa kẹo vừa bánh luôn. Đó. Đây là hình kẹo mút. Ăn thử luôn nha. Sao nổi mày không? Kẹo sấy rồi nên là nó rất là giòn, xốp và cứng. Đó. Rồi mày ăn ăn thử cái màu xanh. Mỗi thứ mình chỉ ăn thử một chút xíu các bạn ạ. Chứ mình đừng có ăn hết cái này nha. Ăn nói chung là ăn kẹo nhiều là không tốt. Mình ăn để mình review các bạn coi thôi. Đó. Cứng giòn. Tại vì người ta đã sấy rồi á. Cái màu xanh này thì hơi có vị phẩm màu. Hơi có cái vị phẩm màu bên ngoài cái lớp vỏ. Nên là không có ngon. Cái nào ăn mà có vị phẩm màu là mẹ Dương không có thích. Mấy cái viên tròn tròn này thì ngon nè. Cái vị này có mùi chua chua một xíu, mẹ Dương vị dâu dâu ngon ngon. Cứng nha. Mày ăn thử này ngon luôn á. Cái màu tím này chua chua các bạn ạ. Tôi đâu có mượn cô rút cho tôi đâu. Mẹ Dương đánh giá nha. Ở đây có 3 loại kẹo. Kẹo tròn này, kẹo bím tóc, kẹo lốc xoáy nè ha. Với cái dạng kẹo này thì ba cái loại này thì kẹo này ngon nhất. Cái vị này ngon nhất. Ăn cho nó chua mới thơm mùi trái cây. Còn cái này mẹ Dương không thích, tại vì nó có phẩm màu bên ngoài, bọc bên ngoài nè. Ăn nó hơi đắng đắng các bạn ạ. Rồi bây giờ tiếp cái này nha. Cái này thì mềm. Nhưng mà không có chua, cái này thì bình thường, không ngọt, không chua. Cái này xốp xốp các bạn ạ, nó không có cứng. Hai cái này cũng là giống nhau thì... Đúng rồi. Mấy cái biếng tóc là giống nhau hết. Đó, cái này khác màu hơi, màu tím hoặc màu hồng. Rồi trong mấy cái loại kẹo nãy giờ Ruby ăn, Ruby thích ăn cái nào nhất? Đây. À vậy là giống mẹ Dương, còn Bunny? Được chọn mấy cái rồi. Được chọn một loại nhất thôi. À biếng tóc. Vậy là Vani thích ăn bím tóc với lại ăn cái dạng này hả? Còn mẹ Dương thì thích ăn duy nhất cái này thôi. Đó, là cái này là ngon nhất, xong rồi tới cái bím tóc là cái thứ hai và cuối cùng là thứ ba. Tại vì có ba loại à. Cái này thì cứng, chua. Còn này thì mềm, tan trong miệng nè. Cái này là cái marshmallow sấy nè. Đó, thì đó marshmallow nè. Marshmallow hình bím tóc á, sấy lên luôn. Mấy này mấy kẹo dẻo sấy nè. Kẹo dẻo sấy á. Cái kẹo này hơi bánh. Đúng rồi. Còn cái kẹo này kẹo gì thấy ta? Nhìn nó lạ lạ. Nhưng mà nó lại ngon.
Nói chung là mấy kẹo ăn được hết á. Ừ. Nói chung mình ăn nhiều không tốt các bạn ạ. Ăn ít thôi, ăn review thôi. Chua nha. Chua ngon. Hồi nãy mình ăn màu tím, bây giờ mình ăn màu kem, nó có vị kem luôn. Hồi nãy màu tím là vị Việt Quốc. Sushi luôn. Sushi thì đúng ăn. Nhét kia xong rồi bỏ ra. Mẹ ăn thử rồi. Mẹ ăn rồi, mẹ ăn rồi. Nãy giờ mẹ ăn đủ hết các loại rồi. Có thể mẹ Dương khó tính với cái này. Còn so với hai bạn nhỏ thì hai bạn nhỏ sẽ thích hơn mẹ Dương. Không hết. À con không thích luôn, nhưng Vani thích. Đó. Rồi các bạn ơi, vậy là video clip review kẹo sấy giòn của bốn mẹ con mình hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn mua cái kẹo này á thì các bạn hãy nhìn ở cái phần mô tả mà Dương để nha, có cái đường link. Các bạn vô đó mua nha. Hoặc là các bạn vô phần bình luận nha. Rồi, tạm biệt các bạn. Gia đình Phương Phương, bye bye.